con đi xuống nhá. Để đi chơi. Ừ, chỗ nào? À, đi vào đi hái quả nào. Đi đi hái quả cho mẹ nhá. Đâu rồi? Này, ra bên này, này có quả này. Đấy. Đấy, hái. Thế nhỉ? Ơt đẹp quá mẹ nhỉ? Ừ, nết mà trông ngon quá. Đi hái quả cho mẹ nhá. Ba đưa đưa đây. Đi cầm cho mẹ nhá. Đi cầm mẹ. Ừ. Cho mẹ. Đi vào trong nào, vào trong hái nào con. Đây, trong này. Đấy. Đi hái cho mẹ nhá. Ba. Ba ơi. Dạ. Đi hái dạ. À, Nhi hái cho mẹ à? Giỏi thế nhỉ. Nhi giỏi thế nhỉ. Ừ. Nhi tí hai nữa cho bà nhá. Ừ. Này con này. Nó con đổ cho con. À con cầm lấy tí nữa, con lấy hết. Nào, bỏ vào đây cho bà nè. Ôi giời, giỏi thế nhỉ. Đấy. Mẹ đưa đây. Mẹ đưa đây á. Ai trời ơi, giỏi quá. Trời ơi, Nhi giỏi quá. Nào, thả cho bà nè. Thả cho mẹ nhá. Hết chưa? Hết rồi. À thế à? Giỏi quá. Nào để bà đổ nha. Ồ bà đổ này. Đấy, rồi. Hết rồi, hết chưa? Hết rồi. À thế à? Cảm ơn Nhi nhá. Mẹ ơi đầy rồi mẹ ơi. Ôi đâu rồi à? Đây con này. Mẹ chim nhá. Cái con Nhi bỏ đây cho đây mẹ con nào. Bỏ cho mẹ. Bỏ cho mẹ chim à? Rồi. Ôi, giỏi quá.
Chị nhỉ. Mình chuẩn bị về nhỉ. Ừ. Chuẩn bị về. Đi với. Đi về nha. Ôi á. Ôi chào ơi. Ôi chào. Cái này mỗi ăn này còn lòng nhiều ấy. 25 nghìn. 25 nghìn.
con ơi, con này 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 con ơi, Lâm lạc về nhà ạ. Ba thử ăn thử đi cho có ngon không? Đây, mua lâm lạc ạ. Có bảo không cay mà. Ba thử đi cho biết cô mình em sẽ ăn bà chồng thế nào. Nhiều quá đấy chú ơi.
bác ạ. Gà trống đấy. Dạ vâng. Ôi thằng cô. Ôi thằng chị ngủ nhiều pha ngủ. Nhiều lắm đấy gà. Làm thì nó có thì bằng không bằng ướt đúng không? Thank you.
Như nấu cơm cho mẹ nhá. Ừ. Nấu cơm. Thank you.
ăn này à. Con mâm đi, mâm tí con chuột chín nó xuống đây. Bà bấm cho con nha. Thế thì con học đi con gà. Đúng rồi, thế cặp đâu? Thế cặp đâu rồi? Đúng rồi. Quả na đâu? Quả na đâu rồi? Quả na ở đây chưa con? Quả na đây. Quả na đây. À. Bà bấm nha. Ăn cơm thôi, cơm xong rồi. À. Cơm xong rồi. Đấy, tay con sao vào bẩn nhá. Đi ăn cơm thôi. Bà tay cho con sạch sẽ rồi nhá. Sạch sẽ rồi. Đúng rồi. Rồi ăn đây, hôm nay mẹ xào cơm cho Nhi này. Đấy, con ăn nhiều vào nhá. Ồ, đấy bà bảo con xúc cơm ăn nhá. Nào con xúc cơm như thế này nè. Đấy. Đấy, con xúc lại mầm. Nào con cho mồm nè. Cho mồm vào. Đấy, con xúc con ăn đi. Con mời mẹ. Con mời mẹ ăn cơm. Con ăn cơm. Ba. Mẹ mời con ăn cơm nhá. Ba mời Nhi nhá. Ba mời Nhi. Mẹ mời Nhi. Thịt. Con mời mẹ. Mời xin. Con ăn đi. Vâng ạ. Rất ngon lắm rồi.
chua đây. Con đã nói đâu? Nghe nó không? Nghe nó không? Anh ớt đâu? Anh ớt nhá. Mày gấu ớt tên gì nhá? Cây lắm. Cây lắm á. Cơm cho con nhé. Một chút cơm năm. Năm đúng rồi, ăn đi con. Ăn cơm đi, ăn no vào nhá. Vâng. Nhi ăn cơm nhá. Đấy, bà bón cho con nhé. Vâng. Con hát đi nào. Mẹ có yêu không nào? Mẹ có yêu không nào? Đúng rồi. Con có bé bé. Bé bé. Bé bé. Nó đậu. Nó đậu. Cành tre. Cành tre. Đi không? Đi không. Hỏi mẹ.